Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tu thiền đức chứng minh cho buổi pháp đàm sáng hôm nay, toàn thể khóa sinh chúng con được trở về đây tham dự khóa tu mùa hè năm 2019 tại chùa Thanh Hòa. Với tấm lòng bước vào đạo sơ cơ, chúng con chưa hiểu rõ về giáo lý. Hôm nay được quý ngài về đây thương tưởng đến chúng con. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã thanh tịnh trang nghiêm. Chúng con xin có đôi lời đưa lên chư vị tôn túc chứng minh, kính mong quý ngài từ bi thương tưởng ban bố giáo pháp cho chúng con, để chúng con lấy đó giáo pháp hành trang đi vào cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây, trước khi đi vào buổi pháp đàm sáng hôm nay, con xin cung kính cung thỉnh Đại Đức Thinh Minh Thiền có đôi lời chỉ dạy và hướng dẫn cho các bạn trẻ khóa sinh nơi đây. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các bạn. Hôm nay ban tổ chức buổi pháp đàm để cho các bạn có cơ hội để đặt những câu hỏi liên quan đến đạo pháp, liên quan đến đời sống, liên quan đến tình cảm, hay liên quan đến những cái khó khăn mà tự bản thân chưa có cách giải quyết, thì đây là cơ hội để các bạn đem ra trình bày để chư tôn đức có cái nhìn thấu đáo hơn, thông suốt hơn, sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ dạy cho các bạn cái cách làm, cách giải quyết sự việc đúng và tốt đẹp hơn. Cho nên thầy mong rằng tất cả các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, hoặc là trực tiếp, hoặc là dùng giấy bút để viết câu hỏi và gửi lên đây, chư tôn đức sẽ trả lời. Và khuyến khích là chúng ta nên đặt câu hỏi trực tiếp. Bạn nào có câu hỏi thì cứ việc đưa tay lên. Ở đây sẽ có bộ phận của mấy anh chị tình nguyện viên sẽ đưa mic xuống cho các bạn để các bạn đặt câu hỏi. Đó là vài lời trước khi buổi pháp đàm diễn ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, theo con biết thì nghiệp của ai là người đó phải chịu. Vậy tại sao khi con cháu sát sinh để cúng cho ông bà tổ tiên thì ông bà sẽ bị các chúng sinh đó trả thù, dẫn tới không thể siêu sinh? Như câu hỏi này thì đạo tràng chúng con kính mời Đại Đức Thích Đạo Quang Hoan Hỷ giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì trong đạo Phật, nghiệp của ai thì người nấy hưởng, người nấy lãnh. Nhưng mà bạn cần phải biết rằng trong đạo Phật nó có hai loại nghiệp. Một là cộng nghiệp, hai là biệt nghiệp. Cộng nghiệp là gì? Cộng nghiệp là nghiệp chung, còn biệt nghiệp là nghiệp riêng. Ví dụ bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta có cùng chung một cái nghiệp gọi là gì? Cộng nghiệp. Hay nói cách khác, nó theo cách nó của toán học, chúng ta ngồi đây, chúng ta có cùng chung một mẫu số. Kiểu nào? Mẫu số của chúng ta hiện tại là gì? Là phát tâm học Phật và tu theo Phật. Đó là mẫu số chung. Còn tử số của mỗi người có ai giống ai không? Không. Mặt của hai anh này có thể giống giống nhau, nhưng ADN không giống nhau, tương lai không giống nhau, và chắc chắn hai anh này sẽ yêu hai cô khác nhau. Cái đó là tử số. Kịp không nè? Như vậy bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta có chung một cái cộng nghiệp, mà biệt nghiệp của mỗi người thì mỗi khác. Ngồi ở trong này hoặc là trong một lớp học của mình, cùng học lớp 10 hoặc lớp 11, nhưng sẽ có người học giỏi và người chưa học giỏi, phải không nè? Đó là biệt nghiệp. Ngay cả hai anh em sinh đôi, chắc chắn một điều, cùng sinh vào bằng một cái gì? Bằng một cái trứng của mẹ. Nè, hai tinh trùng của cha. Kịp không? Là sinh ra
hai anh em. Chỉ ra trước ra sau cách nhau là gì? Vài phút, nhưng hình tướng thì có thể giống nhau. Kết quả sau này hai người đó chắc chắn là sẽ hai lấy hai cô vợ khác nhau, và sự nghiệp hai người đó khác nhau. Cái đó trong đạo Phật gọi là biệt nghiệp. Thì bây giờ vấn đề, tại làm sao cha mẹ chết rồi, ông bà chết rồi, mình sát sinh, mình cúng ông bà cha mẹ mà ông bà cha mẹ phải chịu cái quả báo đó. Ví dụ hôm nay dỗ cha sư, bây giờ sư muốn cúng cha sư thì sư giết 5 con gà sư cúng. Theo các em, 5 con gà nó chết vì lý do gì? Vì lý do gì? Phải là dỗ cha sư không? Có phải là lý do dỗ cha sư không? Nhưng mà rồi á, cúng 5 con gà như vậy là cha sư có ăn được miếng nào không? Thưa các em, cha sư chẳng ăn miếng nào, dỗ ai ăn? Dỗ xong rồi sư ăn phải không nè? Chứ xin lỗi các em, nếu như cúng mà ông bà ăn được, đố ai giống cúng? Nè, cúng đĩa xôi thấp nhang, ông ơi ăn, hôm nay cúng ông thì ăn với con xôi, rồi thấp nhang xá xuống ngước lên mắt nửa đĩa xôi, ai dám ăn, ai dám cúng? Kiểu nè, cho nên nhá, khi mình sát sinh, mình dỗ ông bà, vì mình nói rằng tôi sát sinh cúng cha tôi giết gà giết heo cúng cha tôi, cho nên cha tôi phải chịu cái gì? Chịu mang cái tiếng đó. Và những con vật đó nó chết vì gì? Vì dỗ cha tôi. Nhưng trong hoàn cảnh đó mình có nghiệp không? Mình có nghiệp sát không? Chắc chắn là mình có. Ông bà mình bị mang cái tiếng đó mà mang cái nghiệp là những con vật đó chết vì dỗ ông bà. Nhưng mình là người trực tiếp giết, cho nên mình phải chịu cái quả báo đó. Em kịp không nè? Còn huống còn có vấn đề như thế này, nói về nhân quả thì nó dài lắm. Người ta nói rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu theo nhân quả nói rằng cha làm cha chịu, con làm con chịu, thì lý nào đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Có khác không? Đời cha ăn mặn, đời con có khát nước không? Có. Và đời cháu làm gì? Đi vệ sinh. Cha ăn mặn, con uống nước thì cháu đi vệ sinh. Vì sao chúng ta được hiểu quan điểm đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Cái đó gọi là cộng nghiệp. Ví dụ cha của sư ăn mài, thì sư đầu thai vào làm con của cha sư, thì sư phải có nghiệp gì? Phải có cái nghiệp gì để tương đồng với nghiệp ăn mài đó? Là nghiệp ăn xin, phải không? Giờ kiểm nè, thì cha sư ăn mài, sư phải có cái nghiệp tương đồng với nghiệp ăn mài đó, là nghiệp ăn xin. Cho nên sư sinh vào gia đình đó để chi? Để rồi sư kế thừa sự nghiệp là ôm bát đi, đi xin. Cái đó là gì? Cộng nghiệp của mỗi người. Nhưng chắc chắn một điều rằng cha sư ăn mài, nhưng nếu sư nỗ lực thì chưa chắc sư đã ăn xin. Giờ kiểm nè, đừng bao giờ nghĩ là sư sẽ ăn trộm. Trong ánh mắt sẽ có nói là sư sẽ ăn trộm, đúng không nào? Sư hiểu mà. Đừng bao giờ nghĩ rằng sư sẽ ăn trộm, không bao giờ có. Nếu như sư nỗ lực, sư vừa khó, sư chịu khó, thì đời sư sẽ khá hơn. Chắc chắn là vậy. Cho nên nghiệp của mỗi người thì mỗi người tự gánh, nhưng nghiệp của mình đủ khả năng chuyển hóa nó. Đó là cái câu trả lời của sư. Nếu như bạn chưa thỏa mãn thì bạn có thể truy vấn tiếp. Chúng con xin cảm niệm công đức của Đại Đức đã giải bày câu hỏi hồi nãy. Và tiếp theo là Thầy mời tiếp bạn nào có đưa tay để đặt câu hỏi với Chư Tôn Đức đang chứng minh, để quý Ngài giải đáp những thắc mắc các bạn. Dạ, mô Phật, con thưa Thầy là con muốn hỏi là Đạo Phật mình là chuyên về ăn chay, không sát sanh động vật, thì nhưng mà khi mà những cọng rau đang sinh trưởng bình thường, mình lại ngắt ngang đầu nó đi, mình nấu lên, thì vậy có phải là mình cũng sát sanh không ạ? Câu hỏi của em rất là hay. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thiền hoan hỷ giải bày cho các em được rõ hơn. A Di Đà Phật. Cảm ơn con, câu hỏi rất hay. Đạo Phật, nhưng đạo Phật của Bắc truyền Phật giáo thì chủ trương ăn chay,
ăn chay để bảo vệ lòng từ bi, ăn chay để chấm dứt cái nghiệp hận thù với nhau. Đạo Phật có Nam truyền Phật giáo không chủ trương ăn chay. Thầy nói điều này, sau này các bạn lớn lên có thể sẽ gặp những trường hợp như thầy nói là có thể các bạn đến một chùa nào đó theo trường phái của Nam truyền Phật giáo, thấy ở nơi đó không ăn chay thì các bạn đừng có ngỡ ngàng, đừng có thấy sao lạ quá, bởi vì đó là theo truyền thống của mỗi cái dòng chảy, nó có khác nhau. Và con người ta sống để làm việc, sống để phụng sự, sống để đóng góp, sống để tồn tại và duy trì nòi giống. Như vậy sự sống là quan trọng, mà muốn sống thì phải ăn. Bây giờ Phật đã dạy quý thầy ăn chay rồi, không ăn thịt động vật, mà bây giờ con không cho quý thầy ăn thực vật nữa thì sao quý thầy sống? Chơi cái gì mà bích đường sống của nhau vậy con? Ác dừa thôi chứ. Câu hỏi của bạn, ý bạn nói là cỏ cây nó cũng có sự sống. Cỏ cây cũng có sự sống, đúng không ạ? Tưới nước thì nó tốt tươi, bỏ phân thì nó tăng trưởng, không tưới nước, không bỏ phân thì nó khô cằn và héo đi. Thưa với tụi con rằng, tuy cỏ cây nó có sự sống nhưng nó là vật vô tri vô giác, nó không có tánh linh, nó không tánh linh. Cho nên không thể xem đó là một sinh mạng được, không thể xem là một sinh mạng. Đúng với tình thương của Đức Phật, tình thương của các vị Bồ Tát, thì các ngài nói hữu tình và vô tình đều có Phật tánh. Đó là đề cao tinh thần tự giác của mỗi người chúng ta. Trong từng phút giây chúng ta có được chánh niệm. Thế cho nên nhìn vào con người, nhìn vào sự vật, sự việc hay cỏ cây hoa lá, chúng ta có chánh niệm nên gọi là hữu tình vô tình có Phật tính. Thực tế mà nói, ăn động vật đó là một sinh mạng được luân chuyển bởi do nghiệp thức đưa đẩy. Tụi con nhớ con vật nó khác mình ở hình hài vóc dáng, cái vẻ bề ngoài thôi, chứ nó vẫn sợ đau khổ, nó vẫn tham sống, nó vẫn sợ chết, nó có tánh linh. Nên giết hại một con vật là phạm tội sát sanh. Còn mình ăn cỏ, cây, hoa, lá, rau, củ thì không phạm tội. Cho nên được ăn con nghe, được ăn. Chứ nếu mà con cấm ăn luôn thì thầy với quý thầy làm sao sống? Thôi câu hỏi này thầy trả lời đơn giản vậy thôi. Có gì thỉnh chư tôn đức bổ sung thêm. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn đại đức đã giải bày cho chúng con tất cả quả sinh được nắm rõ. Và thầy cũng có một ý kiến nhỏ nhỏ về cái câu hỏi vừa rồi. Cái ý kiến của thầy nha. Chúng sinh, những con vật, nó chạy, nó nhảy, nó biết sống, sợ chết, và nó biết cứu cứu. Còn những cái hoa, cái rau thì cái tánh linh nó thấp hơn. Cái đó về thầy Đại Đức Thích Minh Thực. Và thầy nói một chút xíu như thế này nữa. Chẳng hạn như thầy ví dụ những cây rau muống hoặc là cây rau lan, quý thầy muốn ngắt để ăn, đúng không ạ? Ngắt luộc để ăn. Thì nhiều khi mình không phải là mình giết cái cây đâu, đó các bạn trẻ. Mà nhiều khi mình ngắt cái đọt đó, tự nhiên mình tưới phân, tưới nước vào, nhiều khi cái rau đó nó có thể nó có sức sống mạnh liệt hơn, nó có thể nó đâm lên 2-3 chồi nữa. Nên nhiều khi mình ngắt rau mình ăn, chưa chắc là đoàn tuyệt cái sự sống của nó, mà nhiều khi nó làm cho
sự sống nó mạnh liệt hơn, nó trỗi dậy hơn nữa. Nên thành ra thầy nghĩ cái này quý thầy ăn nhiều khi nó mừng hơn. Chúng con xin cảm niệm công đức của đại đức trưởng ban đã trả lời qua câu hỏi hồi nãy. Bây giờ thầy xin mời tiếp phán quản quá sinh, chúng ta mạnh dạn đưa tay lên, và bạn nào đã viết giấy xong rồi thì nộp cho các bạn tình nguyện viên đưa lên cho chư tôn đức. Dạ, ở đây thầy có nắm một câu hỏi cũng thấy là lạ. Kính bạch chư tôn đức, mập có phải là nghiệp không ạ? Thầy như các con nghĩ như thế nào? Có phải là nghiệp không? Không hả? À, các con không biết. Sẽ có người giải đáp cho các con. Chúng con xin cung kính đại đức Thích Đạo Quang. Dạ, mập có phải là nghiệp không? Có. Nghiệp gì? À, ăn nhiều, ngủ nhiều. Xin nào mập? Nè, xin thưa các em rằng mập nó vì những lý do nội tại và lý do ngoại tại. Lý do nội tại là gì? Là cái thể tạng của mỗi người. Nè, sinh ra người có thể tạng mình dai thì ăn mãi cũng không bao giờ mập. Kiểm nè. Nhưng có những người không ăn gì nó cũng mập, chỉ uống nước không cũng đủ mập. Cái đó thuộc về gì? Thể tạng. Đó là lý do nội tại. Cái nội tại thứ hai là do gì? Có thể trong con người nó có một cái loại bệnh gì đó gây ra béo phì, tức là nó làm hạn chế đi cái sự tiêu thụ, tiêu hóa những cái thức ăn, mà nó làm dư lượng thức ăn đó ra làm béo phì. Đó là nội tại. Còn lý do ngoại tại á, ví dụ ngủ nhiều nè, rồi ăn nhiều nè, ít hoạt động nè, luôn luôn tập thể thao với một môn thể thao, đó là môn thể thao đo giường. Em biết đo giường không? Lúc nào cũng nằm lên giường để mà đo giường, cho nên nó gây ra mập, ít hoạt động. Cho nên vì vậy, nếu mình chịu khó hoạt động nhiều, đối với con gái thì sợ mập, nhưng mà lạ kỳ, ăn thì ít nhưng ngủ thì nhiều. Đó cũng là một trong những lý do gây ra mập. Lý do tiếp nữa cũng có thể là uống các cái chất mà thí dụ như nước ngọt. Kém kiểu nè, nước ngọt, nước có ga đó thì cũng gây ra mập. Cho nên lý do ngoại tại thì rất là nhiều. Và muốn ốm rất đơn giản. Điều chỉnh lại cái bữa ăn, điều chỉnh lại cách ăn. Nè, nghe nè, cách ăn. Cách ăn là gì? Thời xưa Đức Phật ăn, Ngài nhai rất là kỹ. Khi nhai kỹ như vậy thì cái lượng thức ăn nó sẽ được vào trong bao tử, nó tiêu hóa rất là nhanh. Vậy kiểu nè, nhai kỹ thì nó không có nhu cầu là phải gì? Ăn nhiều. Các cụ nói nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa, phải không nè? Cho nên khi nhai kỹ thì cái bữa ăn tiếp theo, cái lượng thức ăn vào trong người mình không cần nhiều lắm. Như vậy đủ lượng thức ăn, đủ sức khỏe, đủ protein để mà mình có một sức khỏe tốt. Cho nên nha, bằng cách mình giảm thiểu đi những cái ăn những chất tinh bột, ví dụ bây giờ mình mập rồi, thế nè, những chất tinh bột mình giảm bớt, ăn rau nhiều. Thưa các em, người Nhật mỗi bữa ăn của họ, họ chỉ ăn lượng tinh bột bằng nửa chén cơm. Mỗi bữa ăn họ ăn nửa chén cơm thôi, còn lại là họ ăn rau là nhiều, thế nè, ăn rau là nhiều. Vì lượng đạm vào cơ thể thì họ ăn có khoa học, chứ không như mình ăn một cách tội vạ. Buổi sáng mua một hộp cơm, thế nè, bỏ thêm một cái đùi gà rồi chan nước mắm vô là xong. Như vậy là dư gì? Dư đạm, dư tinh bột, mà thiếu gì? Thiếu vitamin. Giờ kiểm nè, tóm lại, mập có phải là nghiệp không? Thì nếu như lý do nội tại, thế nè, là do thể tạng thì mình có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh bên ngoài. Còn lý do ngoại tại thì nếu như mình ham ăn, ham ngủ thì đó cũng là nghiệp rồi đấy. Cái nghiệp nè, đó là câu trả lời của sư. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe
thầy giảng sư trả lời mà thầy nhột dễ sợ. Mình cũng mập đấy chứ. À, đây thầy nhận được câu hỏi là đập mũi có tội không? Đập mũi là sát sanh là có tội. À, con mũi nó chưa chích mình, tại sao mình đập nó? Hoặc khi nó đã chích rồi thì cho nó chích luôn đi, có sao đâu. Cho nên đập mũi là có tội, không đập là không có tội. Rồi.